Một quốc gia được biết đến với tên gọi miền đất của đồng sấm, nơi có những con người hạnh phúc nhất thế giới, là đất nước sở hữu nền văn hóa Phật giáo Himalaya truyền thống duy nhất còn sót lại, hay là một địa điểm được các tín đồ leo núi trên thế giới tìm đến, đó là những cái tên người ta đặt cho đất nước Bhutan. Hãy cùng Nhật ký hành trình tuần này theo chân khách mời để cùng tìm hiểu tại sao quốc gia bí ẩn này lại được nhiều người phong tặng những cái tên đặc biệt như vậy nha. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Nhật ký hành trình. Mình là Trần Việt Phương và mình xuất thân là một phóng viên. Mình đã từng làm trong lĩnh vực này được 10 năm và gần đây thì mình nghỉ việc để đi theo con đường riêng của mình. Đó là làm một blogger du lịch và viết sách về du lịch. Và trong chương trình này thì là mình sẽ dẫn các bạn đến Vương quốc Rồng Sấm, Bhutan ở bên dãy Himalaya. Khách mời của Nhật ký hành trình tuần này là anh Trần Việt Phương, được mọi người biết đến là một travel blogger, từng cộng tác với nhiều tờ báo du lịch. Ngoài ra anh còn là tác giả của cuốn sách Chạm Ngõ Thiên Đường. Người đàn ông giàu tình cảm ưa thích viết sách này đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những chuyến đi lang thang đến vùng đất lạ. Đối với anh, mỗi hành trình là những lớp học mà mỗi người chúng ta gặp đều là những người thầy. Còn chuyến đi đến với đất nước Bhutan lần này, liệu anh Phương đã học được những gì qua những cảnh vật và con người nơi đây? Hãy cùng đón xem nha! Thời gian mà mình du học ở bên Thái là thời gian mà mình rất may mắn là được tiếp xúc với rất nhiều các bạn sinh viên đến từ các nền văn hóa cũng như là các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Và một trong những bạn sinh viên mà mình được tiếp xúc đó là các bạn đến từ Bhutan, một vương quốc mà nghe tên là cũng rất là lạ lẫm rồi. Và không phải ai cũng biết Bhutan nằm ở đâu bởi vì đất nước này quá nhỏ. Và đến khi học xong thì mình ở lại Bangkok làm việc thì mình cũng gặp lại những người bạn này và mình có một lời hứa với những người bạn đó là một ngày nào đó thì mình sẽ đến Bhutan để thăm họ và thăm đất nước của họ và để khám phá những cái điều văn hóa mà mình mới chỉ được nghe thôi chứ mình chưa được chứng kiến. Bhutan, tên chính thức là Vương quốc Bhutan với diện tích 38.394 km2 và có số dân khoảng 798.000 người, là một quốc gia nội lục tại miền đông dãy Himalaya thuộc Nam Á. Bhutan có biên giới với Trung Quốc về phía Bắc và với Ấn Độ về phía Nam, Đông và Tây. Đất nước của rồng sấm quyến rũ du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng kiến trúc pháo đài kết hợp tu viện độc đáo và huyền bí. Hành trình đến với vùng đất vốn được mệnh danh là cõi hạnh phúc của miền hạ giới không dễ, nhưng luôn có rất nhiều du khách chờ đợi để được đến đây. Thời gian mình đến Bhutan là vào tháng 6 năm 2014, tức là cách đây khoảng 3 năm. Và vào thời gian đó thì ở Bhutan là đang là bắt đầu vào mùa mưa, thì không khí có hơi ẩm ướt, bầu trời có hơi âm u, nhưng mà không phải lúc nào bầu trời có âm u, cũng có những lúc trời rất là đẹp. Nhưng mà để đến Bhutan thì tốt nhất là đến vào khoảng cuối mùa thu, mùa đông hoặc mùa xuân, thì khi đó tiết trời rất là tuyệt vời, bầu trời trong xanh. Và ở đâu đó Bhutan thì các bạn có thể đứng ngắm nhìn dãy Himalaya tuyết phủ đằng xa, rất là tuyệt vời. Bhutan có một cái đặc thù đó là bạn không thể đi du lịch tự túc được. Và Bhutan có một cái chính sách mà để lọc khách cũng như là rất nghiêm ngặt trong cái chuyện mà kiểm soát khách du lịch. Đó là mỗi khách đến Bhutan phải mua một gói tour, mà trong đó gói tour đó chia số tiền ra mỗi ngày thì từ 200 đến 250 đô một ngày tùy theo mùa thấp điểm hay mùa cao điểm. Đó là một quy định bắt buộc mà tất cả các du khách khi đến Bhutan đều phải mua những cái gói tour của các công ty du lịch ở bản địa để có thể là đến du lịch đến đất nước này. Cái số tiền 200 hay là 220 đô một ngày đó đã bao gồm tiền khách sạn, tiền ăn ngày 3 bữa, tiền vé tham quan và cũng như là chi phí đi lại ở trong đất nước này trong suốt thời gian bạn lưu trú. Và trước khi đến Bhutan thì bạn phải hiểu rõ một điều rằng Bhutan có những cái quy luật rất là nghiêm ngặt. Và khi các bạn đi vào các cái đền chùa hay các cái nơi tôn kính ở Bhutan thì các bạn phải ăn mặc kín đáo và nghiêm túc. Và một cái nữa, Bhutan là một quốc gia mà vẫn còn chế độ quân chủ, tức là vẫn còn vua và hoàng hậu. Và thực sự người dân ở Bhutan thì họ rất tôn kính và rất yêu mến vua và hoàng hậu của họ. Vì vậy khi mà bạn đến Bhutan thì bạn cũng nên tôn trọng những hình ảnh và những cái quy định khác liên quan đến hoàng gia. Và ngoài ra thì Bhutan cũng có những cái quy định nghiêm ngặt khác về bảo vệ môi trường. Ví dụ như là Bhutan
người ta cấm hút thuốc lá. Vì vậy nếu các bạn có lỡ mà bạn hút thuốc lá thì đến Bhutan thì các bạn cũng đừng hút thuốc lá, bởi vì cái việc hút thuốc lá của bạn có thể bị cảnh sát phạt. Ngoài ra có một số lưu ý khác như là về tiền bạc thì các bạn có thể mang theo đô la sang đó và đổi sang những cái đơn vị tiền tệ của Bhutan. Và hành trình từ Việt Nam sang đến Bhutan cũng là một cái hành trình không phải là thuận tiện cho lắm, bởi vì là các bạn không thể bay thẳng được. Và thông thường các vị khách du lịch ở Việt Nam mà khi đến Bhutan thì họ sẽ bay sang Bangkok, và từ Bangkok thì họ sẽ đáp chuyến bay của hãng hàng không Bhutan bay từ Bangkok đến sân bay Paro. Và nói riêng sân bay ở Paro thì là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới, bởi vì có đường băng ngắn và nằm ở bên trong một cái thung lũng ở giữa các ngọn núi. Sân bay Paro chỉ có một đường cất hạ cánh duy nhất và chỉ có một hãng hàng không Turk Air đang hoạt động ở đây. Vì thế số lượng người đến với Bhutan rất hạn chế. Một quốc gia có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp nhưng để đến được đó thì không phải là điều đơn giản đâu nha. Để đáp xuống được sân bay này thì các máy bay của Bhutan cũng phải được lắp động cơ riêng biệt để họ có thể là hạ cánh xuống rất nhanh trong một cái khoảng đường băng rất ngắn, và không nhiều phi công được cấp phép xuống sân bay này. Từ trên cao nhìn xuống là cảnh tượng một thung lũng dốc lọt thỏm giữa những ngọn núi của dãy Himalaya hoang sơ hùng vĩ hiện ra với anh Phương sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Paro. Đây cũng là điểm đầu tiên truyền cảm hứng cho anh trong hành trình khám phá vùng đất trồng sắm Bhutan. Khi mà máy bay vừa đáp xuống sân bay Paro thì cái điều đầu tiên ấn tượng của mình về đất nước Bhutan đó là cái nhà ga sân bay. Mọi thứ nó đều rất là đậm nét Bhutan. Từ cái cửa sổ, từ những cái hoa văn trên mái hay là những cái họa tiết được vẽ trên tường khiến cho mình cảm thấy đây là một nơi tuyệt vời để khám phá. Và khi mình bước vào nhà ga sân bay thì ngay lập tức cảm giác của mình đó là mình quên ngay cái chiếc máy bay phía sau mà mình vừa bước ra, đó là biểu tượng của sự hiện đại. Và thay vào đó thì mình đang có cảm giác là mình đang được bước vào một bộ phim xuyên không để quay về nhiều trăm năm về trước để khám phá một cái nền văn hóa rất là độc đáo. Ẩn mình giữa những ngọn đồi, thành phố Paro nằm gọn trong thung lũng Paro với những cánh rừng, đồng ruộng và dòng sông tạo nên khung cảnh của một thành phố Paro hài hòa với thiên nhiên. Paro đã trở thành địa điểm lý tưởng cho những du khách thích đi dạo trên những con đường uốn lượn và nhấp nhô trong thành phố. Ngoài ra du khách còn có thể tham quan những đền thờ cổ xưa nhất và thiêng liêng nhất của Bhutan. Cái lịch trình của mình thì ngày đầu tiên mình sẽ đi thăm các cái điểm tham quan và cuộc sống của người dân địa phương ở Paro, là cái nơi mình vừa hạ cánh xuống. Và điều đầu tiên mình được trải nghiệm đó là các cái trường bắn cung của người dân Bhutan. Và bắn cung là môn thể thao quốc gia của Bhutan. Người Bhutan rất mê bắn cung. Tại nơi đây bắn cung còn phổ biến hơn cả bóng đá và quyền Anh. Vì sự phổ biến của nó nên người ta coi bắn cung là môn thể thao quốc gia của Bhutan. Nếu có cơ hội đến Bhutan, bạn đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội vào trường đấu xem môn thể thao này nha. Một buổi thi đấu bắn cung sẽ làm bạn ồ lên ngạc nhiên tột độ. Lý do là những cung thủ Bhutan hoàn toàn có thể bắn trúng đích là một miếng bi nhỏ mà nằm ở tú ở phía bên kia sân vận động với khoảng cách 145m. Và khi đến Bhutan thì các bạn có thể thấy người dân rất là yêu thích bộ môn này, và họ có thể tụ tập ở các cái trường bắn cung và chia ra làm nhiều đội để bắn cung. Khi mà một đội nào đó chiến thắng thì cái đội đó họ lại quây quần bên nhau để hát và múa các điệu hát truyền thống. Và đây cũng là một điểm thú vị khi mà bạn đến Bhutan mà có thể chứng kiến được cái nét văn hóa đặc sắc và độc đáo này của người Bhutan. Nếu đã đến Paro thì đừng nên bỏ lỡ chuyến đi đến tu viện nằm lơ lửng giữa chừng dốc núi cao, tu viện Thachang, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của đất nước Bhutan. Và sau khi khám phá Paro thì là ngày thứ hai mình bắt đầu một cái cuộc hành trình rất là thú vị để leo núi lên đến độ cao 3.000m để thăm một cái tu viện
nằm trên một cái vách đá rất là treo leo, mà đây được coi là biểu tượng bất thành văn của Bhutan, mà bất cứ du khách nào khi đến Bhutan đều phải đến thăm cái biểu tượng này. Đó là tu viện Trác Sang, hay còn gọi là Tiger Nest, hay là còn gọi là hang cọp. Nếu đã đến Paro thì đừng nên bỏ lỡ chuyến đi đến tu viện nằm lơ lửng giữa chừng dốc núi cao, tu viện Tachang, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của đất nước Bhutan. Tu viện Paro Tachang là một trong những nơi linh thiêng nhất ở Bhutan. Tu viện còn được gọi một cách đầy đủ là tu viện Tachang Panbuk, hay còn được biết đến dưới tên tiếng Anh là The Tiger's Nest Monastery. Thì cái hành trình lên hang cọp này cũng có nhiều điều mà đáng để cho những du khách như mình phải suy ngẫm. Đó là chặng đường đi lên cái di tích đó thì hoàn toàn không có cáp treo, không có đường nhựa, mà tất cả các bạn chỉ có thể là đi ngựa hoặc là đi bộ. Trước một cái quãng đường mà bạn phải leo bộ mà khoảng 2 đến gần 3 tiếng như vậy, thì mình có hỏi cái người bạn của mình là mình có thể đi ngựa được không. Nhưng mà người bạn của mình nói với mình rằng là thứ nhất là anh không khuyên mình đi ngựa, bởi vì là đi ngựa trên cái quãng đường đó rất nguy hiểm. Và thứ hai đó là những cái gì mà mình phải khó khăn, mình phải gian khổ mình mới đạt được, thì cái điều đó mới là đáng quý. Và thật sự là suốt quãng đường leo bộ đến đó thì mình rất là mệt, chân rất là đau. Nhưng mà khi leo đến được cái tu viện đó và để ngắm nhìn một cái cảnh mà cực kỳ ngoạn mục và một không khí cực kỳ trong lành, thì mình cực kỳ là mãn nguyện đối với cảnh quan mà mình đang chứng kiến. Tu viện tọa lạc trên một vách núi đá granite cao ngất giữa tầng mây nhìn xuống thung lũng Paro, có độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, khoảng 900m so với thung lũng Paro. Nơi này được tín đồ Phật giáo và người dân Bhutan đặc biệt tôn kính bởi vì nó gắn liền với quá trình tu tập và hành đạo của ngài Padmasambhava, Liên Hoa Sinh. Được biết, năm 1998, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi điện chính của quần thể tu viện Tiger's Nest. Cho đến năm 2005, nhà vua Bhutan mới cho trùng tu lại tu viện. Tu viện gồm 4 đền chính nối với nhau bằng những lối đi lát đá, cầu thang gỗ và 8 hang động bao quanh. Xung quanh là các ban công lộng gió để du khách chiêm ngưỡng thung lũng Paro tuyệt đẹp phía dưới. Và cái hành trình khám phá Bhutan thì luôn nối tiếp những cái điều thú vị, từ thú vị này sang thú vị khác. Trong buổi chiều ngày thứ hai khám phá Bhutan thì mình đã được khám phá Paro Zong. Và Zong là một kiến trúc dạng pháo đài rất là phổ biến ở Bhutan, và hầu như đến đâu thì các bạn cũng có thể thấy những cái Zong này, từ quy mô lớn cho đến nhỏ. Là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất ở Bhutan, Paro Zong được xây dựng từ thế kỷ 17 và bị phá hủy nhiều lần bởi hỏa hoạn và động đất. Khó có thể tin rằng, kiến trúc đẹp một cách tinh xảo này được xây dựng mà không sử dụng bản vẽ thiết kế hoặc bất cứ một chiếc đinh vít nào. Các tảng gỗ đã được lắp ghép vào nhau rất khéo léo, tạo nên một tòa nhà đẹp kỳ vĩ, bền chắc, đứng vững cùng thời gian. Đến Bhutan để cảm nhận được sự yên bình, đến Paro Zong để tìm về cõi bồng lai. Paro Zong ung dung tự tại, nằm tĩnh lặng bên dòng sông nhỏ trong veo, réo rắt, ngày đêm như thể đang vũ đạo cho từng tiếng chuông chùa, từng lời tụng của các nhà sư nơi đây. Được đặt chân đến nơi đây, du khách sẽ tìm về chút hư vô, nhẹ lòng và thiên thai, như thể bạn đang thoát khỏi cõi trần tục, tìm về chút bình tâm. Paro Zong thực sự là một đóa hoa giữa đại ngàn Bhutan. Tiếp tục hành trình khám phá Bhutan thì từ Paro di chuyển đến Punakha, là một cái nơi mà ở phía bắc của Bhutan cũng rất là thú vị. Và trên đường đi Punakha thì mình đi qua một số cái nơi rất là đẹp, ví dụ như là đèo Dochula. Thì trên đèo Dochula thì có một cái địa điểm mà bạn có thể ngắm được cái dãy Himalaya tuyết phủ ở đằng xa vào những ngày mà trời trong. Có
một điều thú vị ở Punakha đó là đây là cố đô của Bhutan và từng là thủ đô của vương quốc này cho đến những năm 1960. Và cái điểm tham quan thú vị nhất ở Punakha đó chính là Punakha Zon. Thì tại sao đây là một cái điểm tham quan thú vị? Bởi vì là nó là một trong những cái zon mà có cái phong cảnh đẹp nhất ở Bhutan. Thành phố Punakha nổi tiếng với các lâu đài được người Bhutan gọi là Zon, trong đó nổi tiếng nhất phải kể về Punakha Zon. Punakha Zon được xây dựng từ năm 1637 và được coi là cung điện của hoàng gia Bhutan, là một tòa lâu đài rất đẹp nằm bên bờ sông vô cùng thơ mộng. Nhưng ít ai biết được rằng địa điểm này đã từng bị tàn phá bởi thời gian và những thảm họa thiên nhiên. Gần đây, pháo đài đã được trùng tu sửa chữa lại và trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bhutan. Cái Punakha Zon này thì là nó nằm ngay bên một bờ sông và hai bên thì có cây cỏ và cây hoa rất là đẹp, và phía xa xa đó là những ngọn núi cao ngất tạo nên một cái khung cảnh phải nói là như một cái bức tranh vẽ. Và Punakha này thì được nối với cái bên bờ bên này của bờ sông và một cái cầu cũng được thiết kế theo những cái họa tiết, những cái hoa văn rất là đậm chất Bhutan. Thì các bạn đến đây, và sau khi rời Punakha thì mình tiếp tục hành trình đi về thủ đô Thimphu, là nơi mà mình có thể gặp những người bạn của mình từ thời còn đi học. Và Thimphu thì là một cái thủ đô cũng không quá nhộn nhịp, không quá ồn ào như những thủ đô của những nước hiện đại khác, mà thay vào đó là một cuộc sống êm đềm. Thimphu là thành phố lớn nhất và được chọn làm thủ đô của Bhutan. Đến Thimphu, bạn sẽ có ngay một chốn hẹn hò lãng mạn, Clock Tower Square, một quảng trường nhỏ vừa phải, đủ để hai người hẹn không thể lạc nhau. Một tháp đồng hồ bốn mặt được dựng ngay giữa Square. Gần đó là hai dãy vòng quay cầu nguyện Wheels of Life của Phật giáo Bhutan, được xây dựng vừa là một kiến trúc Bhutan làm đẹp cho quảng trường, vừa là một nơi cầu nguyện cho các tín đồ Phật giáo lạc bước qua đây. Thimphu có lẽ vẫn chưa bị ảnh hưởng văn hóa Âu Mỹ len lỏi vào thành phố. Hiếm hoi lắm du khách mới bắt gặp một tiệm cà phê Illy hay Swiss Bakery nằm hơi xa khuất nơi cuối phố. Và tại Thimphu thì mình bắt đầu là cái hành trình không chỉ là khám phá thủ đô, khám phá những di tích ở đây, mà còn là cái khoảng thời gian để mình gặp lại những người bạn học ở Bhutan của mình. Khi mà mình hỏi cái người anh bạn mà dẫn mình đi suốt cái chuyến đó, mình có hỏi rằng nhà của bạn mình ở đâu, thì anh ta đã nói đơn giản một câu rất là tỉnh bơ rằng cô ấy sống trong một cái cung điện. Và mình cũng rất háo hức, rất muốn xem là cái người hoàng tộc Bhutan người ta sống trong một cái cung điện như thế nào. Và quả thật là khi mà mình được đến đây thì là một không gian rất tuyệt vời. Đó là một cái khoảng không gian rất rộng, có nhiều vườn tược, cây xanh, và mỗi gia đình hoàng tộc thì sẽ ở trong một cái khu nhà riêng. Và trong suốt hành trình đến Bhutan trong vòng 5 ngày đó thì cái điều mình cảm nhận, mình rung động nhất đó chính là con người của Bhutan. Những người xuất thân từ những cái gia đình quyền quý hay những gia đình hoàng gia thì tất cả họ đều thể hiện một cái thái độ rất là thân thiện, rất là tốt bụng và rất là cởi mở. Và quả thật khi đến Bhutan thì mình mới cảm nhận được tại sao ở đây nó là một quốc gia được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì đi đâu thì người dân cũng vui vẻ với bạn, cũng luôn chào đón bạn và luôn nở nụ cười đối với bạn. Tạm biệt chuyến tham quan cung điện lộng lẫy của những người bạn, anh Phương tiếp tục trải nghiệm thêm những điểm nổi bật tại Thimphu như Thư viện Quốc gia Bhutan, công trình chứa đựng những kiến thức văn hóa mà ngàn đời nay người nơi đây đã lưu trữ lại. Thư viện Quốc gia được thành lập vào năm 1967 để bảo tồn các bản văn cổ điển của Chongkha và Tây Tạng. Tòa nhà thư viện này được xây dựng vào năm 2001. Cuốn sách được xuất bản lớn nhất thế giới cũng nằm trong thư viện này, Bhutan, cuốn sách nặng 68kg và cao hơn 2m. Sau một chuyến đi dài thăm thú những công trình kiến trúc cổ đại treo leo giữa vách đá và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên vô cùng hùng vĩ nơi đây, không biết là anh Phương đã có những kỷ niệm đáng nhớ gì tại đây? Và
Và ngay cái ngày đầu tiên đến Bhutan thì mình đã thực hiện ngay một quyết định mà mình đã nghĩ trong đầu từ trước, đó là mua một bộ quần áo truyền thống của người Bhutan và khoác lên người. Thì khi mà các bạn mặc bộ quần áo này lên, các bạn học cách để mặc nó và các bạn học được về các cái loại màu sắc của các bộ quần áo của các cái vùng ở Bhutan, thì bạn sẽ được hiểu hơn rất nhiều về cuộc sống của họ. Và quả thực khi mà bạn khoác cái bộ quần áo truyền thống của người Bhutan lên trên người thì bạn có cảm giác rằng mình đang biến thành một người Bhutan và bạn dễ hòa nhập hơn vào trong cái cuộc sống của người bản địa để khám phá cuộc sống ở nơi này. Và nói thêm về cái bộ trang phục truyền thống của người Bhutan thì bộ trang phục truyền thống dành cho nam gọi là go và bộ trang phục truyền thống dành cho nữ gọi là bộ kira. Và khi các bạn khoác cái bộ go này lên người thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là nặng, nó rất là dày, có rất nhiều lớp. Và các bạn buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của những người khác để các bạn có thể mặc cái bộ này. Và một cái điều thú vị ở cái bộ trang phục truyền thống ở Bhutan đó là không có nút. Và tất cả những cái mà họ dùng đó là quấn và buộc dây. Và một cái điều rất thú vị đó là nếu như bạn đã không mặc bộ go thì thôi, nhưng mà nếu mà các bạn đã mặc bộ go vào trong zone thì các bạn buộc phải có một cái tấm vải trắng theo đúng quy cách để có thể bước vào cái zone này. Và ở đây thì có thể thấy là người Bhutan họ không chỉ bảo vệ thiên nhiên mà họ còn bảo vệ và bảo tồn cái truyền thống của họ rất là nghiêm túc. Nhưng mà một trong những cái món mà mình thích và mình đã học được một cái bài học khi mà đến Bhutan đó là món trà suja của người Bhutan. Món trà này thì được nấu từ lá trà và được cho thêm bơ và muối. Và khi mà các bạn uống cái món trà này thì các bạn không nghĩ rằng đó là một món trà, nó giống như một chén súp hơn. Và cô bạn người hoàng gia của mình mà khi giới thiệu cái món trà đến mình đã nói với mình rằng là khi mà cậu uống cái này thì cậu đừng nghĩ đó là trà, bởi vì nó sẽ rất là khó uống, mà cậu hãy nghĩ rằng đó là một chén súp thì cậu sẽ uống dễ hơn. Và quả thật và khi mình uống cái chén trà đó thì mình cứ nghĩ nó là một chén súp và nó thật sự nó rất là ngon và nó rất là thú vị. Qua cái câu chuyện đó thì mình cũng đã từng viết trên blog và trong sách của mình, đó là cái bài học về sự hạnh phúc của người Bhutan qua cái chén trà suja, đó là trong cuộc sống cũng có thể có những cái thứ mà thực chất bản chất của nó không đến nỗi nó quá kinh khủng hay nó quá đáng sợ, nhưng mà nếu như mình nhìn nhận nó ở một cái góc độ khác thì là cuộc sống mình nó sẽ hạnh phúc hơn và nó sẽ thoải mái hơn và không đến mức mà nghiêm trọng như mình nghĩ. Đối với nhiều bạn trẻ thì cuộc đời là nhiều chuyến đi, còn đối với mình thì là những chuyến đi chính là những lớp học, mà những người và những điều chúng ta gặp trên đường đi chính là những người thầy dạy chúng ta những bài học, mà những bài học đó sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Vì vậy khi các bạn còn trẻ, còn điều kiện, còn sức lực và còn tiền bạc thì các bạn hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đi du lịch, để khám phá thế giới. Bởi đó thì các bạn có những cái kiến thức mà các bạn không thể học được trong trường học. Và hy vọng là những gì mà mình chia sẻ vừa rồi qua chuyến đi Bhutan thì cũng giúp cho các bạn có một cảm hứng để các bạn có thể lên đường và tìm hiểu thêm thông tin về những cái miền đất mới, những cái miền đất xa lạ mà những nơi đó có những cái điều thú vị đang chờ đợi bạn.